Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời khẳng định và tuyên bố của Thánh Phêrô trong bài đọc 1 ngày hôm nay được ghi lại từ sách Công vụ Tông đồ. Đó là lời công bố long trọng về Đức Giêsu đấng phục sinh từ cõi chết trỗi dậy. Vượt qua nỗi sợ hãi, khi giờ đây đứng trước công nghị, các tông đồ mạnh dạn làm chứng về sự thật khi tuyên bố hùng hồn về Đức Giêsu phục sinh. Ông Phêrô và các tông đồ trả lời với những người chất vấn các ông rằng: một lời phán quyết rất mạnh mẽ phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của trong chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi đây này, chúng tôi là những nhân chứng các lời đó cùng với Chúa Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Và như vậy thì lời công bố của Phêrô và các tông đồ một lần nữa lại minh chứng sự thật về chính Đức Kitô phục sinh, mà điều này dường như bị các nhà lãnh đạo Do Thái không chấp nhận. Những nhà lãnh đạo Do Thái từ chối và đã muốn lấp liếm đi, gạt bỏ đi sự thật này. Họ không dám chấp nhận cái sự thật này, chối bỏ sự thật này bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đã cấm cách và bắt bớ các tông đồ để nói, để công bố Chúa phục sinh. Họ là những người lãnh đạo đã không tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh. Như vậy một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là: chúng ta phải làm chứng sự thật về đời sống mới trong Đức Kitô phục sinh như thế nào? Tin mừng Gioan thuật lại được tiếp nối câu chuyện của ông Nicodemo và Chúa Giêsu. Được mượn lời của Gioan rao giảng về Đức Giêsu, ông đã làm chứng về Đức Giêsu đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ở đây đứng từ trên cao mà đến chính là Chúa Giêsu, và ông dường như ám chỉ về chúng ta như là những kẻ ở dưới đất. Và vì vậy, vì Đức Giêsu Kitô đến với thế gian này để làm chứng về sự thật, Ngài đến để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha và công bố về sự thật về tình yêu của Thiên Chúa dành cho cả nhân loại này. Người đến thế gian để làm chứng về Chúa Cha, ai thấy Thầy thì cũng thấy Cha Thầy. Người Do Thái cũng như những ai từ chối Đức Giêsu đã không nhận lời chứng của người, đã chối bỏ sự thật. Người đã làm chứng bằng cách nào vậy? Thưa rằng bằng lời rao giảng của người, bằng các phép lạ mà người đã thực hiện trong dân. Và như vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải người đồng bản tính với Chúa Cha. Nếu ai không tin nhận người thì cũng không thấy Chúa Cha được. Và do đó, để làm chứng cho sự thật, một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy tin vào người. Ai chấp nhận lời chứng của Chúa Con là xác nhận Thiên Chúa chân thật. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con thì sẽ không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Tắt một lời. Một lần nữa lời Chúa hôm nay lại mời gọi mỗi người chúng ta. Hãy dám chấp nhận cho sự thật. Hãy sống với sự thật. Và vì vậy sự thật sẽ giải thoát chúng ta khỏi những dối trá của ác thần, khỏi những mưu mô của tà thần. Và chỉ khi sống trong sự thật thì
chúng ta mới bước đi trong đường lối yêu thương và chân lý của Thiên Chúa. Chỉ như thế thôi thì chúng ta mới có sự sống đời đời. Như chính kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc cho chúng ta rằng Đức Kitô đã đem lại sự giải thoát cho mỗi người chúng ta, không để phục vụ cho chính mình hay làm theo ý chúng ta muốn, nhưng là để làm vui lòng Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu thương vì lợi ích của anh em mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống trong thế giới hôm nay, chúng ta hãy đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Hãy chấp nhận, từ bỏ đi con người dối trá để sống trong sự thật. Chỉ khi chúng ta sống trong sự thật, chúng ta sẽ bền vững và chúng ta sẽ sống mãi trong ân sủng, lòng xót thương của Thiên Chúa. Amen.